Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của máy ảnh Lý Biêu. Kênh YouTube này lập ra với mục đích hướng dẫn các bạn về sử dụng máy ảnh, đặc biệt đối với các bạn mới tập chơi. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều bạn bè, nhằm mục đích giúp cho cộng đồng yêu thích bộ môn nhiếp ảnh ngày một phát triển. Mình cũng xin giới thiệu máy ảnh Lý Biêu là một kênh bán hàng uy tín và chuyên nghiệp. Shop mình bán nhiều máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh phim và phụ kiện máy ảnh. Đến với shop Lý Biêu, các bạn có thể tha hồ lựa chọn nhiều và rất nhiều máy ảnh nhé. Các kênh bán hàng của mình có để theo đường link trong phần mô tả. Hy vọng các bạn sẽ yêu mến mình và nhớ follow mình nhé. Ok, hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn với channel của bạn Lý Biêu. Và ngày hôm nay Lý Biêu tiếp tục lên hàng và hướng dẫn các bạn về chiếc máy ảnh này nhé. Đây là chiếc máy ảnh Canon PowerShot S1ES, một trong những dòng máy vintage xưa ha. Thì máy này có độ phân giải là 3.2 megapixel. Con máy khá là cưng luôn, đặc biệt nó có cái màn hình như thế này ha, màn hình có thể bật ra bật lại và nó xoay lật như thế này ha, rất là ok luôn. Thì hôm nay Lý Biêu sẽ hướng dẫn các bạn về sử dụng chiếc máy này. Thì mình cũng xin giới thiệu là trên cái kênh YouTube của mình nó có một cái clip hướng dẫn về cái máy này, mà cái tên của nó là cái máy đời số 2 của nó đó, tức là cái máy Canon PowerShot S2ES á. Thì con này là con máy đời thứ nhất là S1, con kia đời thứ hai. Về cách sử dụng, cách bấm những cái phím mà chức năng ở đây á, thì nó hoàn toàn giống như cái con S1 và S2, nó hoàn toàn giống nhau luôn. Cho nên là mình chỉ hướng dẫn vắn tắt những cái vấn đề nào nó khác biệt chút xíu thôi nha. Thì các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn chịu khó xem cái clip mà hướng dẫn cái con Canon PowerShot S2 giúp mình. Còn con này là con S1, thì mình chỉ hướng dẫn một số cái vấn đề khác biệt chút xíu thôi. Về cái máy này, để gắn pin và thẻ nhớ cho máy thì các bạn như thế này ha. Các bạn muốn gắn pin, các bạn gạt chốt này ra, các bạn kéo như thế này là gắn pin nè, mở nắp này ra. Thì các bạn tìm mua những cái loại pin như thế này, pin sạc AA như thế này ha. Đó, pin này thì các bạn gắn vào đây. Khi các bạn gắn vào thì nó có dấu cộng và dấu trừ nha, dấu cộng và dấu trừ trên đó. Thì trên mỗi viên pin nó sẽ có dấu cộng dấu trừ như thế này. Các bạn lưu ý là cái dấu cộng nó quay lên trên và dấu trừ quay xuống dưới nha ha. Ví dụ như đây dấu cộng này mà các bạn, cái viên đầu tiên các bạn gắn dấu cộng là như thế này nha. Còn cái viên thứ hai dấu trừ lên trên thì các bạn úp cái này xuống là như thế này là đúng của nó đó, là 4 viên. Rồi đó, với trường hợp mà thẻ nhớ thì máy này sử dụng thẻ nhớ là CF. Các bạn muốn gắn thẻ nhớ các bạn gạt cái này ra, gạt cái này qua thì mở cái này ha, là cái chỗ mà gắn thẻ nhớ. Các bạn muốn lấy thẻ nhớ ra các bạn ấn cái nút này xuống ha. Ấn cái nút này xuống thì mình lấy thẻ nhớ ra như thế này ha. Đây là thẻ nhớ của nó đây. Thì đối với cái thẻ nhớ này mình cũng ghi chú như thế này, cái dấu mũi tên như thế này, và đây bên đây mình cũng để mũi tên nè. Tức là khi mình gắn vào thì hai cái mũi tên nó khớp nhau như thế này là được nè. Các bạn gắn như thế này là bắn ok ha. Đó, muốn lấy ra lấy như thế này. Còn mà các bạn gắn nhầm á, các bạn gắn như thế này á, nếu mà cứng quá các bạn đừng gắn nha. Nếu mà gắn nữa sẽ hư thẻ nhớ hoặc là hư cái máy luôn đó. Do đó mình đánh dấu cái mũi tên sẵn như thế này thì các bạn chú ý chứ vấn đề này. Đó, mình gắn như thế này nha. Rồi, về cái máy này thì cái chỗ, một cái chỗ này á, là cái chỗ cái này cổng để mà copy hình ảnh dữ liệu ra bên ngoài ha. Các bạn có thể gắn vào cái, mình sẽ tặng thêm sợi dây dây USB á, các bạn cắm vào trong đây và có thể copy hình ảnh này vào trong máy tính được nha. Thì mình, khi mình khởi động lên đây ha, khởi động mình ấn nút nhẹ bấm quạt ra thì nó sẽ khởi động lên. Thì nó sẽ xuất hiện cái màn hình này là chỉnh ngày tháng. Các bạn muốn chỉnh thì bấm nút set là ok nè, ok nút set đây nè, nút set và nút menu đây nha. Nút menu là không có chỉnh nè, là không có chỉnh ngày tháng. Rồi các phím bấm này thì các bạn xem trong cái clip mà chút xíu mình sẽ gửi thêm là cái con mà S2 á. Còn cái con S1 này các bạn muốn mà chỉnh về đèn LED, các bạn muốn bật đèn LED á, ví dụ như các bạn bấm chụp đây nè. Nếu mà ở chế độ mà auto LED thì nó sẽ tự động bật lên nha. Đó. Còn ví dụ như các bạn chuyển qua chế độ BM nè, các bạn muốn bật đèn LED lên á. Ở đây nó xuất hiện cái hình này nè. Cái hình này là mà bật đèn LED nha. Còn các bạn muốn bật mình bấm nút, các bạn muốn bật đèn LED các bạn ấn nút này nè, ấn nút này ha. Mình ấn nút này á là muốn tắt, bật tắt ở đây ha. Mình bấm một cái nó xuất hiện cái này là mở đèn LED nha. Mình bấm một cái nữa nè. Bấm cái này, bấm cái nữa là xuống này là tắt đèn LED ha, mình thấy cái hình này nè. Là tắt đèn LED. Mình muốn mở đèn LED, ấn cái nữa là nó mở đèn LED. Và để khi mình, và khi mình bấm chụp thì đèn LED nó tự ngóc lên nha. Bây giờ mình bấm chụp nè. Đó, đèn LED nó tự ngóc lên nha. Đó là chế độ về đèn LED của cái máy này. Còn các bạn muốn tắt bằng đèn nó xuống. Đó, mình làm lại cho các bạn nè. Mình ấn nút LED nha. Ấn nút LED.
bấm cái này là chế độ tắt đèn led, ấn cái này là mở đèn led và ấn nút chụp nó sẽ tự động mở lên, đó là cái chế độ đèn led. Rồi cái máy này thì cái phần menu bên cái phần setup bên trong á thì nó hơi khác biệt tí xíu, thì mình xoay cái màn hình này lại để hướng dẫn cho các bạn cho dễ nè. Khi mà các bạn bấm nút menu đây ha, menu đây thì nó có ba cái thẻ, thẻ số 1, thẻ số 2 và thẻ số 3 nè. Cái thẻ số 1 là set red menu là cái chức năng chụp ảnh á, thì đây là những cài đặt. Bấm nút xuống đây nó có này là mình đọc trên đây nè, đọc cái từ trên đây để mình hiểu nha. Flash nè là chế độ về đèn led, nó có những cái mức mức đèn led là mức 1. Bấm nút qua bên đây là mức 2. Bấm qua đây là mức 1, mức 2 nha. Nó có hai mức về đèn led. Thì các bạn chọn cái nào cũng được, thì tùy các bạn, khi mà các bạn cầm máy xong các bạn trải nghiệm thì mình thấy để mức 1 là được rồi. Mình bấm xuống đây á. Bấm xuống đây là chế độ chống mắt đỏ, mình thấy cái hình con mắt tròn tròn là đã có chế độ chống mắt đỏ. Các bạn muốn tắt chế độ chống mắt đỏ bằng chuyển qua off, muốn mở chế độ chống mắt đỏ chuyển qua on nha. Mình bấm xuống đây đèn flash pop là cái đèn flash nó đánh lên trên hoặc đánh xuống á. Off thì đánh bình thường, còn pop thì đánh lên trên nha. Đánh lên trên, bấm đánh cao lên trên xíu. Ở đây là chế độ chụp hẹn giờ. Mình thấy cái hình nè, save timer là chụp hẹn giờ ha, nó có hai cái là mình chụp 2 giây và 10 giây nha. Chụp hẹn giờ tức là khi mình bấm chụp thì 10 giây sau nó sẽ chụp. Mình chọn đây nè, là 10 giây nó sẽ chụp. Mình bấm xuống đây là chụp hẹn giờ nha. Chụp hẹn giờ nó gồm có là chụp hẹn giờ bằng cái remote. Nên mình thấy cái hình này và có cái remote bên cái bên giống như cục sóng nè là chụp hẹn giờ bằng cái remote. Thì cái máy này theo nghĩa là nhà sản xuất nó có thiết kế một cái remote đi kèm. Thì các bạn có thể đứng từ xa, mình chuyển qua chế độ này, mình cầm cái remote đó mình bấm, nó có chức năng là 2 giây hoặc là 10 giây ha. Rồi bấm xuống đây center này là cái AE point này là về đo sáng nha. AE point là đo sáng, thì nó có là đo sáng center AF hoặc là center của AF, thì các bạn chọn cái nào cũng được. Xin lỗi các bạn, cái chỗ ngoài này là cái điểm lấy nét. Cái điểm lấy nét thì mình bấm nút, giờ mình bấm nút chụp nè, là cái điểm này nè, cái điểm xanh đó là điểm lấy nét đó, đó là nó sẽ là cái điểm đó nha. Rồi mình xuống đây là MF point, manual focus là nét bằng tay. Thì cái này khó sử dụng lắm, các bạn không có chỉnh ở đây. Nếu mà chỉnh về lấy nét bằng tay này thì đối với cái người mà rất là am hiểu về khoảng cách này kia nó nhọc nhằn lắm. Mình bấm xuống đây AF mode là chế độ lấy nét, nó có hai cái là single hoặc là continuous, thì các bạn chọn cái nào cũng được. Đối với chụp ảnh thì mình chọn là single thôi. Mình xuống dưới này, digital zoom là zoom digital, thì các bạn chọn on hoặc chọn off cũng được ha, mình chọn là on nha. Xuống đây review là xem lại hình ảnh sau khi chụp, thì nó có là 2 giây hoặc là off hoặc là 3 giây hoặc là 4 giây 5 giây gì đó, thì các bạn chọn là 2 ha. Tức là mình chụp xong thì nó cho phép mình xem lại trên cái màn hình này luôn, là chụp đó, chụp xong rồi xem lại luôn á. Rồi reverse this mình chọn là on nha. Rồi xuống đây là set current button là cái nút chỉnh nhanh này nè. Rồi xuống đây là save setting là mình save lại, bấm nút đó mà hỏi mình save hay không, bấm nút ok nè, bấm nút set là ok là save lại, save cái chức năng mình đang chỉnh á. Thì cái đó là cơ bản về cái bên phần red menu nè. Còn cái phần bên mà ok nè, rồi bấm lên trên đây. Các bạn muốn chỉnh qua cái phần bên trên này mà phải chỉnh là gì, lên trên này ha, lên trên này bấm nút qua nó mới cho qua nè. Thì cái phần bên này nó cũng giống bên kia thôi, mình nói giải thích nhanh cho các bạn. Off này là tắt mở âm thanh ha. Nếu mình chọn on là sẽ tắt âm thanh, nếu chọn off là mở âm thanh. Mình thấy cái hình là cái loa nó bị đánh chéo là tắt đó, chọn off là nó sẽ có âm thanh. Volume là cái âm lượng mình có thể tăng giảm nè, đó. Rồi xuống đây cái độ sáng màn hình có thể tăng ít sáng hoặc nhiều sáng, là bấm qua bấm lại, bấm qua đây là sáng hơn, bấm đây ít sáng hơn. Power save là chế độ tiết kiệm năng lượng, đây là chỉnh ngày tháng, date and time là chỉnh ngày tháng. Format là cái nhớ. Final reset này là cái tên file thôi, mình chọn là on hoặc off cũng được, off cũng được nữa.
Auto Rotate là tự động xoay ảnh. Tự động xoay ảnh thì mình chọn là On ha. Tức là cái ảnh hình dọc và ảnh ngang á. Ảnh hiện nay đang là ảnh ngang như thế này, mình xoay dọc như thế này nè. Xoay ngang như thế này. Distance này chọn mét nha. Ngôn này là ngôn ngữ. Ở đây các bạn chọn là NTSC nha. Rồi thì bên cái phần setup nó chỉ có mấy cái như thế thôi. Rồi ok, thì một clip ngắn gọn mình giải thích sơ lược cho các bạn về sử dụng chiếc máy Canon PowerShot S1 ES nha. Còn những cái chức năng, những phím bấm này thì các bạn xem trong cái clip mà Canon PowerShot S2 ES mình đính kèm đây nha. Rồi khi mình vừa bấm xong thì cái màn hình nó xuất hiện như thế này ha. Các bạn lưu ý là trên đây màn hình này nó chỉ có cái ô trắng trắng ở giữa thôi. Mình bấm nút Display thì nó sẽ xuất hiện những cái thông tin trên đây nè. Ở những thông tin ví dụ đây là ISO, đây là chế độ chụp là B, rồi chế độ hình ảnh, chế độ quay phim, rồi chế độ đèn LED này kia các thứ. Rồi mình ấn nút Display nữa thì nó tắt màn hình. Thì khi đó các bạn sẽ ngắm vào cái view này nha. Ở cái view ngắm này thì nó có cái nút này để mình vặn ra vặn vô ha. Mình nhận tới nhận lui, cái này gọi là chế độ chỉnh cận. Thì khi mà nếu mà các bạn thích ngắm vào cái view này mà thí dụ mình thấy không rõ đó, mình chỉnh tới chỉnh lui cái này ha. Nó chỉnh tới chỉnh lui nó sẽ rõ nha. Rồi mình bấm nút cái nữa thì nút Display á, mình ấn cái nữa thì nó sẽ xuất hiện lại màn hình này, mình ấn cái nữa nó xuất hiện lại cái những cái thông tin trên đây. Thì tùy các bạn thích như thế nào thì các bạn bấm nha. Mình nghĩ mình chừa những cái thông tin như thế này để các bạn hiểu nó dễ hơn. Khi mà các bạn tìm hiểu sâu về máy thì các bạn nhìn vào đây thì các bạn biết là máy đang chỉnh ở chế độ nào, đang chọn chức năng gì mình để dễ hiểu hơn nha. Rồi đây là cái nút chụp của máy nằm đây và đây là cái nút zoom xa gần ha. Bây giờ mình để đây mình zoom xa gần là đẩy xa ra nè, zoom lại nè. Nó đẩy xa ra nè ha. Đó mình bấm chụp nè, bấm nhẹ thôi. Các bạn bấm nhẹ mà xuất hiện cái hình màu xanh nó là ok nha. Đó. Nè. Đó. Rồi đó là cái nút chụp. Chụp thì các bạn bấm nhẹ cái rồi sau đó bấm luôn. Rồi cái máy này thì mình muốn xem lại hình ảnh thì ở bên đây nha, mình gạt bên đây nha. Mình ấn nhẹ cái nút này. Ấn nhẹ nút này xong gạt qua bên đây. Đó, gạt cái nút này qua bên đây nè. Thì nó sẽ share cho mình xem lại hình ảnh. Đó. Đây là mình xem lại hình ảnh đã chụp nè, các hình ảnh mình vừa chụp xong đây ha. Đó. Thì các bạn muốn xóa hình nào thì các bạn bấm vào xóa nha. Bây giờ mình muốn xóa cái hình này thì các bạn nhìn vào trong này. Hình trên này nó có cái hình thùng rác đây nè, cái chữ phóng sinh có cái hình thùng rác, mình bấm vào đây. Nó hỏi mình eraser là xóa ra, mình hỏi xóa hay không, mình chọn bấm ok là nó sẽ xóa đó. Bấm ok là bấm nút set nè. Đó là nó xóa rồi đó. Bây giờ ví dụ như mình xóa cái tấm này, nên mình bấm phóng sinh nè, bấm ok là nó xóa nha, bấm tiếp tục này là xóa luôn. Đó. Rồi mình muốn trở về chụp thì mình bấm nút chụp, nó sẽ trở về chụp. À, cái máy này nó có chức năng quay phim nữa. Cái này nó chỉnh ngày tháng thôi, mình chỉnh ngày tháng cho nó rồi đi, mình bấm set nè. Cái máy này có chức năng quay phim nha. Nút quay phim là nút đỏ này, mình muốn quay phim mình bấm nút đây. Là nó chuyển qua chế độ quay phim, nó chớp chớp cái đèn này hiện nay để chữ red nè. Nó đang quay đó. Rồi, thí dụ như đây là đang quay nha, mình muốn tắt chế độ quay phim thì mình bấm nút stop, mình bấm nút red lại. Đó, mình bấm thì nó busy nữa, tức là nó đang lưu vào trong thẻ nhớ nha. Rồi mình sẽ cho các bạn xem lại cái đoạn clip quay phim, mình bấm qua đây thì mình sẽ xem lại cái đoạn clip quay phim. Mình để ở đây nó chỉ để cái hình này là cái tức là cái đoạn này là đoạn quay phim nha. Mình bấm nút set nè, bấm nút play nè. Đó, rõ ràng đây là clip đang quay phim nha, hình trong này nó động nè, thấy không? Rồi cái đó là vậy, còn mình muốn chụp thì mình chỉ bấm vào đây là chuyển về giá trị chụp. Rồi tiếp theo thì cái máy này thì mình muốn tắt máy thì bấm nút off đi nha. Mình bấm nút off đây là tắt máy nè. Rồi ở đây là chế độ hẹn giờ, mình bấm thử đây nha. Bấm thử đây là chế độ chụp liên tục, mình để các bạn thấy là ở đây nó có 3-4 hình liên tục nè ha. Trên cái tay mình chỉ nè, mình bấm là chụp hẹn giờ 10 giây, mình bấm cái này là chụp một tấm. Là chụp một tấm xong máy nó nghỉ, nó chụp tấm thứ hai. Mình bấm cái này là chụp nhiều tấm liên tục nha. Mình bấm cái này là chụp hẹn giờ là 10 giây sau nó sẽ chụp. Mình bấm cái này là trở về chụp một tấm lại bình thường. Rồi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đối với cái máy này thì nó có nhiều chức năng. Đầu tiên là chức năng chụp B này nè, ý chụp nó auto, chụp màu xanh này nè, là chế độ đơn giản dễ sử dụng nha. Thì đối với các bạn nào mà không có am hiểu về máy ảnh, không có thích chỉnh chọt này kia đó, thì mình chọn vào chế độ này là chụp dễ nhất.
Tuy nhiên khi mình chọn chế độ này thì nó sẽ không cho mình chỉnh nhiều thứ. Ví dụ như mình bấm nút function là chức năng này, mình bấm vô đây thì máy nó chỉ cho mình bấm, nó chưa cho mình chỉnh hai cái dòng thôi, dòng này với dòng này thôi. Rồi mình chuyển qua chế độ B, thì chế độ B á, mình bấm vô chỗ, xin lỗi các bạn, mình bấm vô chữ phóng sinh nè, bấm vô phóng sinh á thì nó cho mình chỉnh rất là nhiều cái này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, đó là cho mình phép mình chỉnh 9 dòng. Như vậy chế độ B này cũng là chế độ auto luôn, nhưng mà nó chụp á, là nó cho phép mình kiểm soát được máy ảnh nhiều hơn, mình sẽ chỉnh được nhiều hơn và kiểm soát được và chỉnh theo cái ý của mình nha. Thì hai chế độ này là hai chế độ đơn giản dễ sử dụng nhất. Chế độ TV là ưu tiên về khẩu độ, đây là 125, ý ưu tiên về tốc độ là mình sẽ chọn tốc độ, máy sẽ chọn khẩu độ nha. 125 đó, mình muốn tăng giảm thì bấm nút qua nút lại nè, đó nó giảm xuống đó, 60 40 này kia ha. Mình bấm qua chế độ AV là về chế độ khẩu độ, tức là mình sẽ chọn khẩu độ này, máy nó sẽ chọn tốc độ nha. Đó mình sẽ tăng giảm khẩu độ đây nè, thì máy nó sẽ tự chọn tốc độ. Khẩu độ là chữ F này nè các bạn, F3.5, F mấy 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 đó. Tiếp theo mình bấm qua chế độ M đó, là chế độ chỉnh tay mà là manual, nó cho phép mình chỉnh về tốc độ và khẩu độ. Ví dụ mình muốn chỉnh tốc độ mình bấm lên nè ha. Còn mình muốn chỉnh khẩu độ mình bấm lên nút xuống nè, đó là bốn cái nút này nó sẽ chỉnh về khẩu độ và tốc độ. Khi mình chỉnh thì máy nó sẽ ảnh nó sẽ như thế ha. Đẹp xấu là do cái sự chuyên môn của mình chọn khẩu độ và tốc độ như thế nào là cho phù hợp thì nó ảnh nó sẽ ra là đẹp hay là xấu. Thì mình giới thiệu với các bạn, vừa giới thiệu với các bạn về bốn cái chức năng là B, TV, AV và M. Đây là bốn chức năng của một cái máy ảnh mà thuộc dạng là RAW nó sẽ có. Còn những máy ảnh mà cơ bản đơn giản nó sẽ không có những bốn chức năng này ha. Thì mình chỉ giải thích sơ lược cho các bạn như thế thôi. Mà các bạn nào muốn chỉnh và am hiểu về chế độ này thì các bạn học hỏi thêm về chế độ là về cái việc là khẩu độ và tốc độ cho máy ảnh nha. Thật chị thông thường á, là mình chỉ chụp chế độ B thôi vì nó đơn giản, nó dễ sử dụng. Còn các bạn nào muốn chỉnh ba ba chế độ này á, thì các bạn phải hiểu về khẩu độ và tốc độ. Khi đó thì các bạn chụp ảnh nó mới ok, nó mới đẹp được. Mình mới kiểm soát được mạnh mẽ về cái máy ảnh. Ngoài ra thì máy nó có chế độ C này, thì đó là chế độ cài đặt ban đầu của máy do mình cài đặt ở trong đây nè. Nó giống như là khi mình sử dụng điện thoại đó, ví dụ như mình đi vô họp mình bấm chữ họp thì máy nó chuyển qua chế độ họp là chế độ im lặng đó, ví dụ vậy đó. Rồi bên đây là các chức năng, ví dụ như đây là chế độ là chụp portrait này, là chụp chân dung nha. Đó, mình nhận qua bên đây là chụp về phong cảnh. Thì khi mà các bạn quặn qua thế thì các bạn chú ý trên này nó có cái hình này nha, cái hình kế bên này nè, thì cái hình này nó khớp với cái hình ngoài này ha. Rồi qua đây là chế độ mà chụp chân dung vào ban đêm nha. Chụp chân dung vào ban đêm là mình thấy có cái hình mà ngôi sao nè. Rồi chế độ SCN thì chế độ SCN này nó sẽ có chức năng chỉnh như thế này, dù mình bấm nút qua nút lại đây nó sẽ cho mình chỉnh đây nè. Thì đầu tiên là chế độ này là mình chữ thấy cái chữ này nè, do có hình lá cây, đây là chế độ chụp mà lá cây nha, chụp thiên nhiên, chụp cây cỏ đó. Chế độ này snow là tuyết nha, khi mình đi nơi có khu vực tuyết mình chụp lại đây. Beach là bãi biển, fairway là pháo hoa, indoor là chụp ở trong phòng. Night snapshot, night là ban đêm, snapshot là chụp nhanh, tức là các mình chụp đường phố chụp nhanh vào ban đêm, mình chọn chế độ này. Rồi qua bên đây là chạy trở về chế độ bình thường là chụp cây cỏi, hoa cây xanh, phong cảnh này kia nè. Đó là như vậy. Thì các bạn thích thì các bạn chọn vào chế độ SCN này, không thì thực tế á, theo như mình á, kinh nghiệm mình xài thì mình chỉ chụp để chế độ B mình chụp thôi. Còn các bạn nào muốn am hiểu nhiều hơn, sâu sắc hơn, muốn chỉnh nhiều hơn thì các bạn chỉnh vào những cái chức năng như thế này, thì cái đó các bạn phải học hỏi thêm nha. Đó, qua bên đây nữa thì cái hình này là cái chế độ này là chế độ gì mình không biết, nó không có để tiếng này mình không biết nha, cái hình này nè, nhưng thật chắc cũng ít xài lắm các bạn. Qua bên đây là chế độ panorama nha, panorama là chụp hai tấm nó ghép lại, nó sẽ có mà chụp tấm số 1 và tấm số 2 đây nè, đó nó sẽ ghép lại, hoặc là tấm số 1 bên trái bên phải này nè, hoặc là trên xuống dưới trên nè ha, nó nhiều nhiều cái độ lắm đó. Thì đại khái là lại là những chiếc ảnh mình ghép lại nha, đây nè mình thấy nè. Còn qua bên đây là chế độ quay phim, thì lúc nãy mình có giải thích các bạn là các bạn có thể bấm vào đây để quay phim, hoặc là mình chuyên quay phim không, mình chuyển qua đây cũng được, hai chức năng nó như nhau thôi nha, nhưng mà ở đây nó sẽ thao tác nhanh hơn á. Đó là trường hợp quay phim nha. Rồi thì mình vừa hướng dẫn các bạn là các chức năng trên cái phím này rồi, thì ở đây nó có cái đèn LED đây nè, mình muốn bật đèn LED mình bấm đây nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là về chế độ B để mình hướng dẫn cho các bạn là dễ nhất.
Thì chế độ B này và chế độ TV, AV và M, bốn cái chế độ này nó máy nó sẽ cho phép mình kiểm soát rất là nhiều chức năng trong máy, và mình sẽ hướng dẫn các bạn sơ lược cái cách đó nha. Đầu tiên đối với chế độ B nè, thì mình muốn mở đèn LED, mình ấn nút đèn LED, mình bật cái này lên ha, mình ấn đèn LED này xong bật cái này lên nè. Thì nó sẽ cho phép mình chụp có đèn LED. Bây giờ mình chụp thử cái nãy mình có đèn LED nè. Nó đang nạp điện cho đèn LED nha các bạn thấy cái đèn nó chớp chớp nè, hiện nay nó đang nạp điện cho đèn LED, tức là năng lượng nó đang nằm ở cục pin á, mà nó sẽ nạp vào trong cái tụ điện đó, nó chụp rồi đó. Thì khi mà các bạn mà mua xài pin mà pin xịn, pin chất lượng mà pin nó đầy năng lượng á, thì nó sẽ cái nạp điện nó nhanh hơn. Còn nếu mà các bạn mua pin giá rẻ tiền thì cái nạp điện này nó lâu hơn nha. Giờ bấm chụp lại nè, đó đèn LED đánh ok nha, tức là máy này còn hoạt động hoàn hảo. Nhưng mà nhiều khi á, là các bạn mua pin giá rẻ đó, các bạn không biết tưởng là đèn LED nó bị hư này kia, nhưng mà thực tế là do pin nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn về các chức năng tiếp theo. Khi mà mình bật đèn LED lên đó, thì ở đây nó cái nút này mình bấm vào đây nè ha, mình bấm nó sẽ cho phép mình chỉnh đèn LED. Đầu tiên ở đây có chữ đèn LED mà có chữ A là chế độ đèn LED, gọi là auto đèn LED nha. Auto đèn LED thì mình bấm cái nữa nó ra xuất hiện cái này là luôn luôn mở đèn LED. Mình bấm cái nữa là auto mở LED, bấm cái nữa là luôn luôn mở LED. Đó. Còn các bạn muốn tắt đèn LED các bạn nắm này xuống, thì khi các bạn bấm xuống thì nó sẽ xuất hiện cái hình này như thế nè. Đó thì các bạn cố gắng nhìn vào cái hình các bạn hiểu nha. Rồi máy ở bên này nó có hai cái này nữa, cái này là chụp macro, mình ấn vô đây ha, mình ấn vô đây nó sẽ xuất hiện cái hình này là hình giống như cái hình bông hoa nè. Đó, thì cái hình này là chụp macro nha, chụp macro là chụp những cái vật thể nhỏ, như là mình chụp bông hoa nó nhỏ nhỏ như thế này ha, hoặc là mình ví dụ như mình chụp chiếc nhẫn của mình nè, thì mình chụp những cái vật thể cận cảnh nó gọi là chụp macro nha. Mình ấn cái nữa thì nó sẽ tắt, mình ấn cái nữa nó sẽ là cho mình chụp chế độ macro, thì mình chụp những cái vật thể gần gần nhỏ nhỏ như thế này nè. Đó, ví dụ mình chụp cái bàn tay mình cận như thế này là ok đó. Mình ấn cái nữa là tắt. Ở trên này có chữ MF đó, mình ấn cái nữa là chụp mà chụp gọi là chụp MF là lấy nét bàn tay, là nó mình sẽ canh ha. Bên đây nó có cái dãy này nè. À, ví dụ đây 10, 20 và 50 cm mình bấm lên nè. Ví dụ mình nắm số 50 tức là mình chụp một cái vật thể cách máy là 50 cm nha, mình bấm số 20 là cách vật thể 20 cm. Thì thật ra chế độ MF này là chúng ta không có xài, ít có xài lắm. Người nào mà am hiểu dữ lắm mới xài tới nó nha. Tại vì nó khó chụp lắm. Rồi đây là các phím bấm ở bên ngoài thì mình cũng đã hướng dẫn rồi. Ở bên đây thì mình bấm cái này nữa. Bấm cái này thì nó cho phép mình mở cái này ra nè ha. Đó. Đó là vậy. Rồi thì các phím bấm mình đã hướng dẫn các bạn rồi nha. Thì ở đây nó có cái chỗ này là gắn thẻ nhớ nè. Nó gắn thẻ nhớ đây ha. Mình muốn lấy thẻ nhớ là mình đẩy này đẩy này ra. Đây đóng lại. Rồi ở đây thì là cái cổng để mình sạc nha. Cổng sạc với cổng mà để kết nối lấy dữ liệu ra bên ngoài. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn về các chức năng trong máy nha. Mình bấm lên cho nó chế độ bình thường nữa nè, chuyển qua chế độ bình thường nữa ha. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn. Rồi ha, bây giờ mình chuyển về chế độ B ha, vì chế độ B nó cho phép mình chỉnh nhiều và mình sẽ hướng dẫn các bạn ở chế độ B. Thì các chế độ khác nó y như vậy thôi. Các bạn bấm nút function ha. Đầu tiên cái chỗ này là cái dãy thang này là bù trừ sáng ha. Ví dụ như các bạn muốn tấm hình mình sáng hơn thì các bạn bấm về hướng dấu cộng, và tấm hình tối hơn thì bấm dấu trừ nha. Đó, mình bấm vào đây là nó đã sáng, bấm vào đây nó sẽ tối nè. Còn không thì các bạn để giá trị không nha. Rồi mình bấm nút xuống nè. Các bạn thấy là màu đỏ mình chỉnh theo màu đỏ rồi nha. Màu đỏ này gọi là white balance, để chữ A với kép B nè gọi là white balance. Thì các bạn nào có am hiểu về white balance thì mình sẽ chỉnh ở đây. Nó gồm có là daylight nè, cloudy nè, trời có mây nè, tung sen là ánh đèn tròn nè, đèn dài, đèn LED nè, khi mà sử dụng LED đó. Còn không thì các bạn nào không am hiểu các bạn để chữ auto là được nha. Còn các bạn nào muốn am hiểu với cái này này thì các bạn lên trên mạng tìm hiểu về white balance, các chế độ của white balance trên máy ảnh nha. Mình bấm xuống đây là ISO, thì các bạn nào có biết và am hiểu về ISO thì mình sẽ chỉnh ở đây.
nó gồm có là 500, 1400 gì đó, 550, 100, 200, 400. Còn nếu mà các bạn không am hiểu, các bạn để auto nha. Mình bấm xuống đây là chế độ màu. Chế độ màu á, là chế độ khi mình chụp nó sẽ ra màu này màu nọ trong máy, trong trong cái ảnh á. Thì bình thường các bạn để chữ up là tắt, là ảnh tươi sáng như bình thường nha. Mình xem trên đây là ảnh tươi sáng nè. Mình bấm xuống đây á, mình bấm qua bên đây là vivid. Vivid thì cái màu nó sẽ tăng lên tí xíu. Giờ mình để cái hình này cho các bạn dễ hiểu nè. Cái màu xanh nó vivid nó sẽ tăng đậm đà hơn. Nature trung tính thì cái màu sắc nó nhạt hơn tí xíu. Lo sắp bên lo là giảm cái độ nét. Lo là thấp, mà sắp bên nó là nét. Mình bấm vào đây sepia thì khi các bạn thấy sepia cái màu nó ngã vàng như thế này ha. Brush là trắng đen nè. Mình thấy cái hình nó là màu đang màu xanh và nó vô trong máy là màu trắng đen. Qua đây là Custom Effect, các bạn bấm nút Set. Set thì nó sẽ có ba cái lựa chọn về màu này thì các bạn lựa chọn. Ví dụ như đây contrast này, mình muốn tăng giảm contrast mình đánh ở đây, mình muốn sharpen tăng giảm đây và saturation là tăng giảm ở đây. Thì chỉ hướng dẫn cho các bạn, đối với các bạn nào thích mà chụp ảnh ra màu lạ lạ, màu theo kiểu màu vintage đó, thì các bạn sẽ kết hợp chỉnh ngay trong chỗ này nè. Thì theo như mình biết các bạn chỉnh saturation là mình giảm xuống, mình giảm màu xuống thì màu nó nhạt 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 giống như màu Nhật với các bạn. Màu Nhật hoặc là màu Hàn Quốc đó, thì nó ảnh nó hơi nhạt nhạt. Thì các bạn giảm sharpen xuống, bấm về hướng dấu trừ nha. Hướng dấu trừ nó sẽ ok. Rồi bấm set nữa thì nó trở về bình thường. Còn không thì các bạn nào không am hiểu và không thích chỉnh thì các bạn để chuyển về auto nha. Auto là chữ up nè. Nó effect up là chuyển về auto đó. Ở đây là BKT này là chụp, này là chụp liên tục. Cái này mình không rành là gì nha các bạn. Các bạn để up đi. Các bạn nào có biết thì chỉ cho mình, cái này nó nhiều máy quá mình cũng không có hiểu hết được. Xuống đây là đèn LED ha. Mình thấy có chữ đèn flash nè. Đây là bù trừ ánh sáng của đèn LED. Thí dụ như cái đèn LED mình đánh mức là mức mức 10 đi. Mình đánh cái nó ra 10, mức 10. Còn thí dụ mình muốn là đèn LED nó đánh sáng hơn, mình chọn nó ví dụ lên 11, 12 gì đó, mình tăng lên nè. Tăng về hướng cộng nè. Còn muốn đèn LED nó đánh nhẹ hơn, nó đánh ít ánh sáng hơn đó thì bấm về hướng trừ nha, không các bạn để giá trị không nha. Ở đây là độ phân giải hình ảnh. Độ phân giải hình ảnh các bạn thấy là hiện nay trên màn hình có thể là số là 640, 480 đó. Là chất lượng thấp, ở đây chất lượng cao, ở đây chất lượng cao hơn nữa. Không, xin lỗi các bạn. Là số số càng lớn thì chất lượng càng lớn, số càng cao sắp thì chất lượng thấp nha. Ví dụ như qua đây nè, bên đây là 320 nè thì số chất lượng thấp nè. Qua đây là 320, 240 mà chất lượng cao hơn. Qua đây 640 chất lượng cao hơn nữa, qua đây chất lượng cao hơn nữa nha. Đó. Thì cái số bên đây là ứng với cái này, xin lỗi các bạn, ở đây là chế độ quay phim nha. Chế độ quay phim. Thì ở đây nó để mình chọn bên đây là chất lượng quay phim nè, nó kèm theo đây là 26, là 26 giây nha. Do cái thẻ nhớ mình để thấp nên là nó chỉ quay được nhiêu đó thôi. Mình chuyển qua đây cũng chất lượng thấp hơn nhưng mà là 15 hình trên giây thì nó chợt quay được 40, 46 giây. 46 giây hay là 46 phút gì đó. Còn qua bên đây để 60, 40 mà 480 nhưng mà 30 frame trên giây ha. Này là chất lượng quay phim. Như vậy thì các bạn nào mà có quay phim muốn chất lượng cao thì các bạn bấm vào trên này. Tiếp theo mình xuống dưới đây là chất lượng hình ảnh đây nè. Thì các bạn chữ L là chữ cao, chuẩn cao nhất. Mình chọn qua đây là chất lượng hình ảnh cao, qua đây chất lượng hình thấp, thấp hơn, thấp hơn, thấp hơn nữa. Thì ví dụ như các bạn chọn chữ S này, các bạn sẽ chụp được 317 tấm. Chọn qua M2 96 tấm. M1 thì được chụp 60 tấm gì đó, qua đây chụp được ba mấy tấm gì đó. Tùy tùy các bạn chọn nha. Thì ở đây là mình vừa hướng dẫn các bạn cách bấm và chọn những cái này rồi đó, thì các chi tiết mình đã hướng dẫn các bạn bên đây rồi. Thì khi mà các bạn chọn cái chế độ B này thì các bạn sẽ kiểm soát và chỉnh ở đây được nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Chào các bạn.